Danh mục nhân viên khai báo bằng cách là chúng ta chọn khai báo, chọn nhân viên. Chúng ta đã nhìn thấy là chúng tôi đã khai báo sẵn cái đối tượng ở trong này. Có 5 đối tượng này. Chúng ta thêm mới một cái thì chúng ta sẽ kích chuột phải chọn thêm mới hoặc ấn Ctrl N. Trên này cũng có một cái tít, đây là cái có chữ thêm ở trên góc này các bạn nhé. Ở đây mã nhân viên là thường thì chúng ta để cho máy nó tự động, phần mềm nó tự động nó tính tăng lên dần cho các bạn thì nó đỡ phải tránh cái trường hợp trùng lặp. Các bạn đặt theo cái ý của các bạn thì các bạn dễ tìm. Dễ tìm không, ở đây không có nghĩa là các bạn dễ nhớ đâu. Các bạn không cần phải nhớ mà chúng ta có auto filter để chúng ta có thể lọc. Ở đây khi chọn nhân viên thì chúng ta đánh tên đầy đủ vào, mã phòng ban, khai báo chức vụ, giới tính, ngày sinh có càng tốt, mã số thuế có càng tốt, chứng minh thư. Cái phần tiền lương này nó cũng khá quan trọng, khi các bạn khai báo vào đây chính là cái lương cố định của người ta để có thể tính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và cái giảm trừ gia cảnh nếu có. Thế thì những thông tin còn lại các bạn khai báo trong cái mục nhân viên này. Và các bạn lưu ý khi khai báo danh mục nhân viên thì cái đối với nhân viên các bạn sẽ vào cái mục nhân viên thì các bạn không phải vào chỗ nhà cung cấp và khách hàng và nhà cung cấp. Đấy là cái cực kỳ quan trọng vì khi các bạn khai báo vào đây thì nó đã được tích hợp vào tất cả các cái màn hình cập nhật dữ liệu. Khi các bạn chọn một đối tượng nào đấy thì nó lên cả nhà cung cấp và cả nhân viên, các bạn có thể chọn ở đấy. Thế thì nhân viên nó đặc biệt, các bạn khai báo ở đây và không khai báo ở mục đối tượng. Đây, không khai báo ở mục này, khách hàng nhà cung cấp nha các bạn nhé.